Hai, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục chia sẻ là mình ốp gạch tường này nha cô chú anh chị và các bạn. Thì không gian phòng này nó cũng nhỏ chứ nó không có rộng. Thì do tầng trên người ta làm rồi, giờ người ta phát sinh thêm cái tầng dưới là một cái phòng. Thì dưới này nền đã lót gạch rồi nha. Thì ta phát sinh để dán gạch lên trên. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình dán gạch thế nào nha. Thì gạch ở đây mình dán là 25-40. Rồi để mình cho máy lên, rồi mình sẽ cân bằng laser, rồi mình sẽ dán lên tường. Thì công thức thì mình cũng là pha keo với xi măng để dán cho nó cái tường tô gọi ngang của chú anh chị bạn. Mình làm thấy to hay hữu ích, nhớ của chú anh chị và bạn nhớ đăng ký ủng hộ và cho mình một like nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn nhé. Sáng ở đây mình cũng chia sẻ cho các bạn đồng nghiệp luôn nha. Có mấy bạn vô hỏi mình là mua cái chân ba tấc này ở đâu. Thì mình cũng chia sẻ cho cô chú chị và bạn thì cái chân này thì mình tự chế nha. Thì nó cũng từ là cái chân dài bán theo kèm theo máy. Mình về mình cắt bớt. Đó, cắt bớt bỏ chân này thì những mình lấy cũng như dẫn nghi gan lại cũ thì để mình dán gạch lên 30 hoặc là 40 đều được hết nha. Thì mình cũng sử dụng là con máy laser 16 tia của tông hãng Red Tông nha, bảo hành là 12 tháng đó, miễn phí đó. Thì ở đây mình đã sử dụng cái máy này là 1 năm gần nha của chú anh chị bạn, là rất là chuẩn. Thì nó sẽ bắn cái đường bật nè, giáp vòng luôn đó. Là mình chỉ để một máy một chỗ thôi thì mình gọi được là 4 góc, không cần mình chỉnh sửa gì mà mình cần chỉnh thêm. Thì các bạn có muốn chế cái này thì để em vài video mình sẽ chia sẻ cách để chế những cái chân này nha, để cho anh em làm cho nó dễ. Để những cái con có bán cái chân kèm theo thì nó rất là nó cao nên mình dán cái dưới mặt bằng thấp hơi khó đó. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và bạn để biết là cái chân này mình thử chế nha.
We'll be right back.
Rồi thì mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và bạn xem mình nhắn gạch ngang cô chú anh chị bạn, thì mình sử dụng cái bàn đẩy hộ này nè. Thì những cái video lúc trước á, thì mình đã có cách cho cô chú anh chị và bạn xem, thì hôm nay mình cũng đẩy lại cho cô chú anh chị xem. Dưới là cái bàn đẩy hộ này thì nó tường mình phải là gạch, nó phải bằng tuyệt đối, không bị lồi phẳng khoảng chừng 3 ly thì nó phải cho nó thẳng nha, rồi mình mới có đẩy cái bàn chạy hồ này được. Tại vì do là tự ly nó chỉ cỡ, ví dụ như mình dán 3 ly hồ thì nó 3 ly, còn 5 ly là 5 ly chứ không có cho thiếu nữa. Thì cái bàn này thì nó có tăng đơn, ví dụ mình muốn hồ dày lên thì mình sẽ nhóm hai con ốc nha, hai ốc này thì mình nhóm cái bàn này lên thì hồ nó bắt buộc nó phải dày lên đó. Thì thường dày thường mỏng, muốn dán mỏng thì mình hạ xuống, thì hạ hết mức có thể là ba ly hồ thôi nha, là mình dán 3 ly hồ dầu đó. Còn những cái gạch mà hộ lớn muốn 5 ly thì mình sẽ nâng nó lên đó. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị bạn là biết cái bàn chải hồ này như thế nào. Thì đã lâu mình không có sử dụng là do những cái tường mà không được chỉnh á, nên mình không có sử dụng cái bàn này. Thì như cái tường này là người ta tô rồi nè, ta tô là gạch thước tương đối, thì mình sử dụng cho mình ốp cho cô chú chị bạn xem. Thì cái bàn này nó có một cái đặc điểm là khi hai bên hông này nè, hai bên hông này mình chẳng dán hai bên hông thì nhiều khi đôi lúc nó cũng có cái hồ nó le, nó le hai bên, nó le hai bên vậy đó, thì nó phải có chứ không có sạch được nha. Đây mình cũng chưa có nghiên cứu ra được cho nó sạch hết cái này. Thì cũng sắp tới mình cũng phải nghiên cứu ra để mình làm cho nó một cái đường màu, cho miếng gạch này dán xong nó là tương đối đẹp. Thì các bạn cái hồ này thì mình dán gạch trên tường là bao bọng cô chú chị bạn, không có bọng miếng nặng nha. Những cái đường như vậy là mình thỏ gạch vô thì nó sẽ liền mặt luôn, không bọng miếng nào. Thì mình sử dụng những cái bàn chải hồ này, những cái chỗ khó người ta thì mình dán không mỏng thì mình sẽ làm được hết nha. Rồi video mình tới đây mình cũng kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem, quan tâm theo dõi video của mình. Mong cô chú anh chị và các bạn xem ủng hộ mình nha. Rồi có anh em nào có góp ý nào thì bình luận bên dưới cho mình để mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Rồi ok, bye bye.